Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về đường định mệnh bắt từ Gò Thái Âm. Tại vì cũng có các bạn nói là có cái đường định mệnh sao mà nó nằm xa rời cái đường sinh mạng của mình, cái đường mạng đạo của mình, đúng không? Rồi các bạn trẻ rất là lo lắng, không biết số phận mình ra sao. Rồi cái đường định mệnh gì mà nó lạ lùng quá, đúng không quý cô chú anh chị em? Hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ cái đường định mệnh bắt từ Gò Thái Âm đi lên đường tâm đạo. Đó, cái đường định mệnh này á, nó không có gần. Đây Tuyết Già để nguyên cái bàn tay để cho các bạn trẻ với lại quý cô chú anh chị em nhìn cho nó dễ ha. Nè, đây là đường mạng đạo mình, đúng không? Thì bình thường cái đường định mệnh nó là sát bên gì nè, nó gần cái đường mạng đạo mình. Mà các nhiều bạn trẻ nói trời ơi, sao mà cái đường định mệnh của tôi có mà nó nằm xa rời quá vậy? Đây là nằm xa rời, nó bắt từ Gò Thái Âm nó chạy lên. Thì cái đường định mệnh này á là một cái đường định mệnh rất là tốt đó, không có bị cái gì hết, tốt lắm luôn. Mà tốt hay không á là do cái phải có cái đường định mệnh đẹp nha, đẹp thẳng nó mới tốt được. Còn bất cứ cái đường trên trong cái lòng bàn tay mình, đường nào cũng vậy hết á, không có đẹp mà không có đậm, không có rõ thì cái đường nó không có kết quả cao, nó đường nó trở ngược là nó còn xấu. Thì cái đường định mệnh mà nó là các bạn trẻ nói là cái đường định mệnh là không có gần ngay chỗ cái đường sinh mệnh của mình nè, đường mạng đạo nè, đúng không? Mà nằm gì nè, nằm xa rời gì nè. Thì nếu như mà nó chạy tới đường trí đạo thì cái đường định mệnh này á là mình sẽ gặp giống như là quý nhân giúp đỡ mình làm ăn. Rồi nếu như mà nó chạy tới cái đường tâm đạo, đây đường tâm đạo nè, đường định mệnh mình thường thường mà là chạy không có cao, chạy cũng như là không có chạy hết nè. Nếu mà chạy hết là rất tốt đi hen. Bây giờ chạy hết tốt quá thôi, giờ Tuyết Già không nói nha. Nói cái chạy chưa có hết là thí dụ như cái đường định mệnh bắt từ Gò Thái Âm nè, Thái Âm mình mà chạy lên tới tâm đạo thì nếu là nam thì cái này nó được rất là tốt, mình được lấy vợ con nhà quyền quý giàu sang, lấy vợ giàu sang phú quý đó, trong sách để vậy. Còn nếu như nữ thì sao? Nữ á thì nó ngược lại như thế này nè, làm ăn á, lấy chồng làm ăn rất là tốt, nhưng mà trước khi lấy chồng á thì cái người phụ nữ này có chút tình duyên hơi lận đận nha quý cô chú anh chị em. Nữ với nam khác nhau nha, nam mới được lấy vợ giàu sang hạnh phúc, mà nữ cấm ngay cái đường tâm đạo. Tại sao nữ trong sách không có để đó, là chỉ được nam thôi. Còn nữ á là lấy chồng cũng hạnh phúc, mà trước khi lấy chồng là cũng như là gian dở tình cảm với anh nào mà không thành rồi mới lấy chồng đó. Thì cái đường mà định mệnh á bắt từ Gò Thái Âm mà nếu chạy lên luôn Gò Thổ Tinh thì cái này quá là tốt, tốt lắm luôn, giàu sang tỷ phú luôn. Nhưng mà thường thường là cũng ít có cái bàn tay nào mà chạy hết cái đường định mệnh, chạy hết á có mà rất ít nha quý cô chú anh chị em. Ở cái đường định mệnh chạy có một khúc cái nó ngừng lại à, tức dễ sợ luôn vậy đó. Rồi nhiều khi cái đường định mệnh nó mắc ngừng ở đâu, nó ngừng à, nó ngừng giữa cái lòng bàn tay mình cũng có, đúng không? Rồi nó ngừng xong rồi nhiều khi á, rồi tới chính giữa lòng bàn tay cái nó trống lỏng trống lơ không có gì hết trơn à, cái tới hả qua cái đường tâm đạo bắt đầu nó mới nói lại đó. Rồi nhiều người ha nó chấm dứt ngay cái giữa lòng bàn tay luôn, thì chấm dứt tới đâu á là mình làm ăn là mình ngưng tới đó, mình ngưng tới đó nha, là mình không có làm được nữa. Là bắt đầu mình muốn làm nữa đó hen, thì mình phải sang một cái công việc khác, sang một cái công việc khác mà mình làm á thì cũng có khi là giống như là cơm ăn mà ngày hai bữa thôi, chứ không có được giàu sang như cái lúc mà đường định mệnh mà chạy, đúng không quý cô chú anh chị em? Cái lúc ngưng á là cái lúc mình gặp rất là khó khăn gian nan, đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn á. Đó là cái đường định mệnh mà ở Gò Thái Âm này là luôn luôn á là được quý nhân đó, được quý nhân cũng như là hỗ trợ cho mình. Đi cũng như là mình làm ăn bất cứ cái gì á,
là ra ra đường cái tự nhiên gặp quý nhân liền luôn vậy đó, giúp đỡ cho mình, hoặc là mình ra làm ăn mua bán trên thương trường là tự nhiên có người giúp vốn, có người hướng dẫn chỉ cho mình cái đường mà định mệnh này rất là tốt, bắt từ Gò Thái Âm là rất là tốt, mà chỉ cần phải đẹp phải đậm là được rồi, không có, chứ nếu như mà nó mỏng quá thì cũng không có được, mà nó lợt lạc quá cắt đứt thì nó càng xấu nha quý cô chú anh chị em, nó càng xấu. Từ vì đường mà bắt từ Gò Thái Âm là người này á, là người ta đời trước người ta có tu nhân tích đức đó, cho nên cái đường định mệnh nó phải bắt từ Gò Thái Âm chạy, đúng không? Nó không có chạy ở trong cái đường sinh mệnh ra, hoặc là nó chạy dưới cái cổ tay ra đó. Rồi các bạn trẻ cũng hơi lo lắng, không biết cái đường định mệnh của mình sao mà nó xa xôi quá, chắc có lẽ là làm ăn nó xa xôi. Không phải vậy, nếu như mình chạy đẹp tới Gò Thổ Tinh là mình vẫn tỷ phú như thường, có đường định mệnh là dễ trở thành tỷ phú nha quý cô chú anh chị em nha. Không có đường định mệnh thì dễ rớt vào cái cảnh cơ hàn trắng tay. Mà đường định mệnh á phải hả, đừng bao giờ có những cái dấu cắt, dấu ngưng ngưng lại cũng được nó quý cô chú anh chị em đó. Nếu mà trong lòng bàn tay mình nó hen, nếu mà ha, nếu mà mình lịnh được ha, thì mình nên ra lịnh nha, tiếc già nói chơi thôi, mình nên ra lịnh cho cái đường định mệnh chạy nữa đi, chạy lên tới nữa đi, càng chạy càng tốt. Những cái tướng tay mà của tướng lãnh, những người mà giống như tỷ phú á, những người giàu sang, cái đường định mệnh người ta chạy từ đầu đến cuối không có ngưng lại một miếng nào hết á quý cô chú anh chị em. Tự gì hả, tiết già cũng hay xem cho người Nhật ở đây cũng vậy nè, những người giàu có là cái đường định mệnh người ta chạy chạy thẳng băng luôn vậy đó. Hôm nay tiết già chia sẻ để quý cô chú anh chị em và các bạn trẻ yên tâm đó. Nếu như các bạn nào mà còn trẻ chưa có lập gia đình thì hãy xem cái đường định mệnh mình có chạy tới chữ tâm không. Tâm là cái đường tâm đạo, nếu mà chạy tới cái đường tâm đạo á là nhớ nha, thanh niên á là nam á nha, là lấy vợ rất là tốt đẹp giàu sang phú quý nha, còn nữ á thì sau khi kết hôn rồi á thì cũng làm ăn khấm khá, nhưng mà trước khi kết hôn thì nữ thì tình duyên hơi lận đận chút thôi, không có sao, tại vì cái đường định mệnh này luôn luôn có quý nhân phù trợ, có ơn trên trợ giúp. Thường thường mà cái đường định mệnh này á là hay đi kèm với cái phúc tướng của khuôn mặt đầy đặn. Hả, có đường định mệnh là có khuôn mặt đầy đặn à quý cô chú anh chị em, lúc nào cũng đi chung với cái phúc tướng hết, với lại phải đi đi chung với lại những cái gò phải nổi cộm cao, mà cái lòng bàn tay nó phải hồng hào nữa. Tự vì mình á là coi như có 60 năm cuộc đời đúng không quý cô chú anh chị em, rồi nhiều lúc á mình, cái lúc mà mình làm ăn nó thất bại á là những cái lúc bàn tay mình nó không có được hồng hào, nó không có được, mà những cái gò nó không có được chạm, cũng như là nó to, nó nổi cộm lên như thế này luôn. Rồi xong chưa nói nha, cái lúc mà mình không làm không ra tiền mà nó vất vả gian nan á thì cái bàn tay mình dù cho có sức kem đi nữa đó hen, thì kem nó chỉ đẹp trong cái thời gian sức kem thôi đó, nó lạ lùng như vậy đó. Rồi hết kem rồi nó vẫn sạm sạm, nó vẫn khô khô. Còn cái vận may mà mình tới nó không cần sức miếng kem nào luôn, mà cái bàn tay á, tức là nói cái lòng bàn tay nha, là lúc nào làm như là nó có kem ở trong đó vậy quý cô chú anh chị em, có kem trong cái lòng bàn tay mình vậy đó, mềm mại mịn màng, nó rất là lạ lùng luôn. Tại vì tiết già đã nghiên cứu mấy chục năm nay về cái vấn đề mà tướng tay tướng số rồi. Mặc dù tiết già không có phải là giỏi giang gì, mà tại vì cái sở thích nó thích nghiên cứu vậy đó, cũng vì lý do cái cuộc đời nó lận đận gian nan cho nên mình phải tìm hiểu, đúng không quý cô chú anh chị em, ai cũng hả phải tìm hiểu coi cái số phận mình như thế nào. Hôm nay tiết già chia sẻ về đường định mệnh bắt từ Gò Thái Âm để gửi đến cho các bạn trẻ yên tâm nha. Video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều, hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.